không phải giống như mấy cái thứ mà anh em tải miễn phí trên mạng hoặc là một số anh em khác cho mình làm thì nó sẽ không hiệu quả. Hiệu quả nha anh em, chứ không phải giống như mấy cái tiếng mà anh em tải miễn phí.